Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video đại chiến giữa Gentleman quỷ đầu cưa và Hucky. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cần TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video thử thách gọi là đảo sinh tồn nữa bạn ơi. Bạn nhìn nè, bên chỗ Kai đang có một hòn đảo đang thui thùi lùi luôn. Còn bên mình chính là một hòn đảo màu cam nha bạn nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến Gentleman và Hucky nha bạn. Đó, Kai ơi, bạn sẵn sàng chưa bạn? Tất nhiên là sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi đúng không? Trời ơi, mình nói cho bạn biết nè, lần trước á là khứa áo xanh với khứa áo đỏ thì mình thắng rồi. Lần này cố gắng thắng nha, thay để thua nhục lắm á. Tại vì là mình nhường bạn ơi, giờ không lấy video của bạn mà mình bảo là mình cho bạn thua thì nó kỳ đó. Ừ vậy à, phải nhường không? Phải nhường không? Rồi lần này chơi thiệt đúng không? Rồi ok, lần này chơi thiệt. Nhớ nha, nhớ nha. Rồi ok bạn ơi, thì các bạn hãy thử đoán xem liệu rằng là Gentleman và Hucky, nhân vật nào, hòn đảo nào sẽ chiến thắng, thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và video chúng ta sẽ chuẩn bị không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi. Let's go. Rồi ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho những bạn fan nào mà chưa biết cách chơi trò này, cách để chơi cái trò này nha bạn nha. Đơn giản thôi, là đầu tiên nè, chúng ta sẽ cùng nhau đào những cái block màu cam này nè các bạn. Đó, bên mình thì sẽ là block màu cam, còn bên của Kai thì sẽ là block màu đen nha các bạn nha. Mà đào mấy cái block này làm gì các bạn biết không? Sau khi đào xong, chúng ta sẽ vào trong đây, bấm vào trong con Gentleman nè, và chúng ta sẽ mua được rất là nhiều đồ từ con Gentleman này luôn. Nào là áo giáp nè, súng nè, rồi thêm cả bơm nè, đạn đủ kiểu nhiều lắm luôn các bạn, cực kỳ xịn luôn nha. Đó, mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi hiểu rồi đúng không? Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào nè. Đấy, mình sẽ đào thật là nhiều luôn để mình xem coi ở trong đây có cái món gì mà mình cần để mình đào các bạn, để mình xem thử nha. Ở trong đây thì mình thấy nó có một cái cúp kim cương nè. Trời ơi, Phong ơi, chưa gì mà giờ Sim nó tặng cho mình cái cúp kim cương to đùng nè. Trời ơi, cái gì coi trời? Đỉnh vậy. Oh my god. Sammy cũng tặng cho tôi luôn nè. Trời ơi, bạn tưởng của mình Sim tặng các bạn hả? Tôi cũng được Sam tặng nè, thấy không? Đó, ok. Bây giờ mình sẽ đem này đi đào. Ok, để coi ai thắng ai, đừng có đùa. Ở trong đây là mấy cái trò chơi này á, là mấy cái đồ mạnh mạnh á thì mình nghĩ nó cũng một phần thôi, quan trọng là kỹ năng Sim ơi. Quan trọng là kỹ năng nữa. Game này vậy hả? Kỹ năng hả? Kỹ năng thì ráng mà thắng nha, đừng để thua lần như lần trước nha, quê lắm á. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào con Gentleman nè, và sau đó là mình sẽ mua cho mình cái gì bây giờ ta, để xem cái có gì xịn xịn để khịa bên kia không ta. À thôi, mình cứ mua cho mình bộ giáp trước đi bạn ơi, mình phải mặc một bộ áo giáp thật là xịn chứ đúng không? Đây, mặc cái quần trước nè. Hả? Khiên của tôi, mất cái khiên rồi. Trời ơi, Sammy chọi đó, giờ sao vô lấy được? Trời ơi, Gentleman nó chặn lại rồi. Ồ, no, thôi không sao, sao mình đào tiếp thôi, mình còn nhiều mà sao, yên tâm đi, đừng không đào cho. Nhiều tiền quá Sim ơi, trời ơi, nhiều tiền quá, đi vô đi coi, mua được gì luôn. Không biết là bên đội của Kyron là nãy giờ là được cái gì vậy ha? Nhiều lắm bạn ơi. Được cái gì á bạn? Ấy á. Gì vậy? Trời ơi bạn ơi, mình mua cái cây súng nhắm mà bây giờ mình lỡ quăng vô người của Ngucky rồi mình không lấy ra được bạn ơi. Rồi, vậy là bạn đen rồi. Đây, bây giờ mình đã có được nhiều block lắm, mình sẽ vô mua vũ khí. Ui, ở đây là Gentleman là có bán cả mấy cưa luôn đó bạn. Y hệt như Gentleman luôn, có mấy cưa luôn nha. Trời ơi. Gentleman là người ta là con cưa mà cần phải bán mấy cưa chứ không. Tiếp theo nữa, ở chỗ này á thì mình thấy là chỗ này có cây búa nè. Như bạn không biết thì cây búa này rất là xịn luôn nha, sẽ đào rất là nhanh luôn. Mà cây búa này phải mua bằng 128 khối vàng. Và vậy thì coi như ok, mình sẽ cố gắng đào thật là nhanh để mình gọi là lụm mấy cái khối vàng này bạn ạ. Ok, đào nè. Đào nè. Ok, mình sẽ cố gắng đào nhanh hết mới có thể nha bạn nha. Đào thôi. Lụm. Caron mua súng bắn mình hả? Caron mua súng bắn mình hả? À được. Ủa sao Sam mua mấy cưa gì vậy Sam? Cưa tại vì chị là Gentleman. Mua gì? Cái súng này bắn được 6 viên là hết đạn à. Súng gì gớm vậy? Mày Sammy. Đau. Sợ chưa? Trời, đừng có tưởng phần tướng có súng nha. Cũng kỳ quá vậy. Thật ơi, tim bên kia sợ liền, thấy là rung liền, trời ơi. Rung liền, sợ liền. Đó, giờ mình sẽ mua bộ giáp nè. Hả, sao? Ăn thịt bò chứ có chết không? Đó, tôi mới thêm thịt bò trong ngăn. Ok, cảm ơn Sam, có thịt bò ăn là hay rồi. Đó, ăn.
Rồi ok, hay quá. Ăn lấy sức tí nữa mình qua mình đấu với đội bên kia chứ. Đó, mình sẽ đào nhiều hơn nha các bạn nha, đào hơn nè. Ôi trời ơi, từ nãy giờ mình cũng đào được khá khá là nhiều block nè các bạn ơi. Để mình vô mình coi coi mình có đổi được cái gì chưa nha. Đầu tiên nè, mình sẽ thử đổi thử mấy cái khối vàng thử coi mình có đủ khối vàng để mình có thể mua được cái búa xịn xịn này không nha các bạn. Đó, tính ra từ nãy giờ tôi đào cũng được khá là nhiều á, cho nên tôi nghĩ là đủ rồi. Đây, 64 nè, nè, ok rồi, lấy thêm nè. Đó, lấy thêm nè, biết đủ cho ta, đủ chưa? Chưa đủ nữa, ok, lấy thêm. Ôi, chưa lấy thêm được nữa, trời ơi, thiệt luôn á, đào từ nãy giờ mà chưa đủ để mua cái búa nữa bạn ơi, khổ thiệt sự. Sao Kai ơi, bên Kai sao rồi, có tìm được cái gì xinh xịn chưa? Phong đi lên đây, mình nói nghe nè Phong, có này hay lắm nè Phong. Có gì hay đâu, để mình lên xem thử. Ôi, Phong ơi, cẩn thận Phong. Có gì á, tôi tò mò quá ta, tôi lên xem thử. Dùng súng bắn tôi à. Ờ được được. Bạn tưởng là bạn có súng thì mình sợ bạn à. Không có chuyện đó đâu bạn ơi. Mày lên đây hộ, lên đây hộ mày ơi. Lên đây hộ mày. Bắn hộ. Bắn hộ. Bắn đi. Bắn đi. Bắn mình hộ mình cái. Ai à. Ai à. Ủa sao em bắn được vậy? Ông Phi. Búa nè. Sammy búa nè. Coi dần nha. Rồi để mua được cái búa trời nó tốn tiền quá. Trời ơi Sam ơi. Sam ơi cứ để cho bên kia múa đi, để một tí nữa bọn mình mạnh hơn lúc đó biết tay. Đây ok, từ để mình qua nè, sao mình bấm nha. Hình như là mình mua đủ rồi sao nữa bạn. Yes, đủ rồi. Yes. Ok, đủ rồi nè Sam ơi, có cái búa xịn xịn này là đào hơi bị nhanh luôn các bạn coi mình nè. Ơi, xin còn dư nhiều block lắm bên ngoài. Đào nhanh quá trời nhanh nè. Sam xuống lượm đi, Sam xuống lượm đi Phong đào cho. Đó. Sau bọn mình sẽ mua đồ. Ok, đào nè. Tôi xuống bị gì không vậy? Yên tâm đi, nhảy xuống xong lấy block đặt leo lên. Ôi, Sim ơi. Phong Sam lấy được cái búa kìa. Đây 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 xin cho coi nè, cho coi nè. Yeah, anh Kiều. Đây xin bỏ cái này nè, xin còn cái này nè, còn cái này nè. Wow, vàng. Ôi trời ơi, quá trời block luôn. Kiểu này là bọn mình là thắng chắc rồi Sam ơi. Đi qua đây, đây để tôi trời mua quá đồ. Trời đồ Sam. Luôn, không biết đồ đây. Như thế nào luôn á. Để tôi xem coi, đầu tiên nè là chúng ta sẽ mua chúng ta cái gì trong đây bây giờ ta. Đây, có mấy cái này xịn xịn nè bạn. Các bạn biết mấy cái cục này là gì không? Đây mình sẽ cho bạn xem thử nha. Những cái cục này chính là những cái cục giúp để triệu hồi ra được những cái con Chainsawman đó bạn. Đó thì mình sẽ đặt ở bên đội bên kia thì nó sẽ tấn công đội bên kia. Hay dữ vậy. Hai từ Sam. Trước tiên á là mình sẽ phải qua bên đội nó. Trước mới được, từ tôi sẽ để mấy cái đồ vũ khí tôi vào hôm nay trước. Đó, bỏ hết mấy cái đồ này vô. Rồi mua ok. Mua giáp mặt không ơi, mua giáp mặt không ơi. À đúng rồi, mua bỏ giáp chứ trời, quên. Đây từ để mua bỏ giáp mặt cho nó xịn đó bạn ạ. À. Đây, lấy cái áo nè, cái nón nè. Với lại là cái đôi giày nữa, mình còn thiếu đôi giày nữa, hơi đủ. Đó, rồi xong tôi lỡ trội cái đôi giày trong kia luôn rồi. Rồi xong luôn. Rồi không sao, không sao, vẫn còn mua được, vẫn còn mua được. Đây đây, lấy lại đôi giày nè. Đấy, rồi ok, rồi, mang đôi giày vô. Đủ tiền. Full giáp rồi. Lên mua ơi. Ok, bây giờ nè Sam, bây giờ tôi với bà đặt block đi qua bên kia, sau đó mình sẽ đặt mấy con Chainsawman ra cho tấn công đội bên kia, hiểu không? Đó. Ok. Ok. Rồi từ để Phong mua thêm nhiều con Chainsawman hơn nữa. Đó, bấm vào nó nè. Rồi, mua thêm Chainsawman nè. Mua thêm. Hay dữ vậy? Quá trời luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên kia. Ui, mình thấy mèo Simmy cũng đang full bộ giáp màu đen luôn các bạn. Xịn dữ ta. Đây mình sẽ đặt block. Mình sẽ đặt block mình lấy qua bên kia nha. Hình như là Kyron với lại là Sim đang lo đào hay sao. Sam ơi, bây giờ mình đi qua nè. Sam, nhiệm vụ của Sam á là Sam phải chui vô trong nhà của gọi là Kyron với Simmy á. Sam đánh cái con Husky trong nhà của Kai với Sim. Sao con Husky nó chết là coi như đội sẽ thua, hiểu không? Tôi á. Ok. Để tôi đánh nhau với lại Sim với lại Kai cho. Ok. Đặt con Chainsawman đây nè. Đó. Sim nhớ chuẩn bị vũ khí rồi cái thứ nha Sim. Nhớ chuẩn bị vũ khí nha. Cái đó đang dưới này, đặt con Chainsawman nè. Xuống dưới bạn ơi, ai cho bạn lên đây? Ai vậy? Ủa, cái gì vậy sao? Xuống dưới Chainsawman. Múa. À, ai da, bạn chọi bom mù với người mình à. Ai da, mèo Simmy. Ai da, mèo Simmy. Ôi, con Chainsawman. À, mèo Simmy. À, mèo Simmy. Mù hả? Trời mù mình hả? Bạn tưởng mình sợ bạn chắc. Sim ơi, cố lên Sim ơi, Kai sẽ tới đây. Kai sẽ tới cứu Sim. Cứu hả? Cứu không? Hả? Mèo Simmy đứng lại. À, chạy ra cho bạn. Trời ơi. Ông ơi, sao bạn qua nhà mình mà bạn chạy. Chạy hả Sim? Sim chạy đi đâu hả Sim? Lụm cái búa luôn, lụm cái búa đem về. À, mày Simmy làm gì? Làm gì đánh mình hả? Đánh mình hả? Trời ơi. Đánh ông. À đánh ông, Simmy đánh mình hả? Lại đây. Chạy đâu? Chạy. Sim ơi, cây cứu Sim đây. Bom mù. Trời bom mù nè. Bom mù thì làm được gì hả cây? Ây da. Mẹ Simmy mua súng nữa luôn. Ôi, chạy đi Sam ơi. No. Mình biết bạn hành công cận heo luôn nè, đó. Heo nướng nè. Ôi trời ơi. Oh no, cái súng lửa nó triệu hồi mấy con quỷ lửa ra tấn công mình kìa Sam ơi. No. Ơi, nó nướng mình luôn Phong ơi.
Ôi trời ơi bạn ơi, cái cây súng kia của Kai á chịu hồi được mấy con quỷ lửa, ghê ghê thiệt sự luôn á bạn. À cái team bên kia coi bộ cũng mạnh đó, thôi được chào đó. Ok mình sẽ vô đây, may quá mình còn giữ lại cái búa bạn ơi, mình sẽ dùng cái búa này để mình đi đào thêm nha. Ôi chán thiệt sự luôn, hồi nãy té rớt hết trơn đồ rồi, tức ghê á. Ok đây đào đào tiếp là tiếp ơi, xém nữa là mình bị Phong với Sam gọi là qua bên đây úp sọt con Husky của mình rồi. Trời ơi ui rồi sống cái búa bể mất tiêu rồi. No bọn mình trở lại hàng keo rồi bạn ơi, trời trời khổ. Mình tưởng theo bạn già ở nào bông ơi. Quên mất hình như là bên đội của Sim với Kai là hay chơi cái trò là cất cái đồ ở trong rương đó bạn. Từ từ để mình có hai mấy bạn đợi xíu nha. Đây đây đây, mình sẽ đợi cho Sim với Kai. Cái đó cầm cái súng tôi bạn ơi, trời nhìn sợ thật sự luôn. Lò cái đầu ra đây sao ơi? Lò cái đầu ra đây. Ủa sao có gì trong rương vậy? Không có gì trong rương vậy? Kai đồ đó, Kai đồ, Kai đồ, Kai đồ, Kai đồ đó, Kai đồ. Mày Sim ơi. Ui mẹ. Mẹ Simmy chịu hồi là con Husky tấn công mình các bạn ơi. Oh my god. Rồi để tôi qua cho. No no no. Trời ơi Sam ơi, bình tĩnh. Trời ơi mấy con Husky này xuất hiện xong nó làm cho mình bị lắc máy đó bạn. Trời ơi mấy con Husky này có đừng có tiền của tôi không. Mấy con Husky này nó có kỹ năng. Bạn sợ Husky của mình chưa? Nãy mình nhớ bạn coi thường con Husky mình lắm mà. Các bạn để đó bạn. Trời ơi bây giờ bọn mình phải đào từ đầu hết bạn ơi. Khổ thiệt sự luôn á. Hey, à mình quên mất mục tiêu của chúng ta là sẽ phải tiêu diệt được gọi là cái con Husky ở bên đội của Kai nha. Cái con mà mua đồ của bạn, mình phải tiêu diệt được cái con đó thì mình mới thắng. Cho nên là ok, mình sẽ tập trung tiêu diệt con đó vậy. Ok, đào ra. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đào như thế này. Mình bây giờ mình không có cần thèm đánh nhau với Kai đó nữa. Mình sẽ qua bên đó để mình gọi là người ta mình qua đó mình đánh cái con Husky của Kai luôn. Không cho Phong ơi. À, tôi biết Kai mà, tôi thấy Kai rồi. Ui, bị mù rồi. Ôi, mình bị phun lửa. Trời ơi. Ai da, trời ơi chết tôi rồi. Đâu? Lấp lại bạch lóc, lấp lại bạch lóc, mất bạch lóc. Trời mù nè. À, chơi trò trời mù hả? Ủa, cái đâu? À, cái nè. Cái bên đây nè, cái bên đây nè. Trời mù rồi. Cháy rồi. Trời ơi. Cái đâu? Mất hết đồ rồi. Tôi còn chưa kịp mua vũ khí nữa. Ủa mà con gì quýnh tôi nãy giờ vậy? Phong ơi, mình ở trên đây nè. Ai da? Sao mà lụm lửa, sao mà đụng vô lửa? Cái là chết vậy trời, cái gì vậy? À, cái đồ trên đây hả? Đi ông. Trời ơi, khổ quá, loạn quá, không thấy gì hết trơn. Mua cút cho Kai nha. À. Ok, mình sẽ mua cái máy cưa nè, đó. Cái đó nè, bạn có giỏi á thì bạn dùng kiếm đấu với mình nè, chơi không? Dùng kiếm hả? Qua bên đây anh em mình solo 1-1 với nhau nè, chứ từ nãy giờ mình thấy là bọn mình upsort nhau hơi nhiều rồi đó. Qua đây. Được bạn. Ok. Giờ mình đợi mình xíu, chờ mình vài giây. Đánh nhau mà còn chờ bạn, đánh nhau mà còn chờ bạn. Chờ bạn. Đánh nhau mà chờ. Xin mấy giống súng á. Cây ơi, tình anh em với kiếp sinh ra chung mình. Cây đồn, đánh xuống. Tình anh em. Tôi đánh bạn xuống nè. Tưởng mình. Sam ơi, xuống quýnh Cây xuống, Cây có đồ đó, quýnh Cây xuống. Cây chạy. À, trời ơi, tức mình nói rồi, lần này mình chơi không phải như lần trước đâu bạn ơi, không có gà gì. Ok, được, tôi nhảy xuống dưới luôn, để tôi gọi là lên trên đó lại, tôi mua đồ. Ơi, chưa kịp mua đồ nữa là mất hết bài lóc rồi bạn ơi, Cây thiệt sự luôn á trời. À, Cây đó, ai da, Cây đó có mấy cưa. Ôi, tức quá, trời ơi, chết rồi mấy bạn ơi, mình bị đội bên kia đánh ấp rồi. Simmy hả? Simmy chặn mình lại. Cái màn combat này nó đâu như hồi xưa bạn. Bọn mình là áp đảo. Rồi ok, áp đảo. Ok, cay quá bạn ơi, mình mất hết đồ rồi. Ai Sam bình tĩnh. Mình chơi là mình phải có chiến thuật, Sam hiểu không? Chiến thuật gì? Qua đây. Okay. Chiến thuật gì? Lụm đồ. Cay quá, không sao. Ta đào từ đầu thôi bạn ơi. Thôi đi đào tiếp. Ôi trời ơi, tôi tức quá. Team của tôi chưa chuẩn bị vũ khí gì hết trơn. Là team của Kai lại Sim là chạy qua tấn công bọn mình rồi. Sam ơi, đưa Phong và Lóc đi. Phong lên chuẩn bị đồ. Bọn mình qua cơm bát với đội bên kia nè. Đưa Phong đồ đi. Nhiều lắm Phong ơi. Tôi đào quá trời đào luôn. Rồi, cảm ơn Sam. Tức quá mà chúng
chúng ta phải phục thù các bạn ơi. Cay quá trời cay rồi. Ok, leo lên. Mình sẽ mua cho mình gọi là người ta mấy cái cây súng mà mình nghĩ là không dùng súng phun lửa đó bạn. Dùng súng phun lửa thì nó lắc máy lắm. Mình sẽ chuyển qua mình dùng máy cưa với lại là súng bình thường đây. Từ máy cưa nè, mua cái máy cưa nè. Với lại mình sẽ mua cho mình thêm gọi là mấy con bét cho nó đánh nhau nữa nha các bạn nha. Đây, mình sẽ mua cho mình mấy con bét nè. Rồi, mua xong hai bộ giáp cho mình với Sam nè, mua hai cái máy cưa cho mình với Sam luôn đó, cho đội bên kia muốn dùng gì dùng, mình sẽ dùng máy cưa nha các bạn nha, tại vì bọn mình là Chainsawman mà đúng không bạn? Rồi, ok bạn ơi, thì ở chỗ này nè, mình đã mua cho mình thêm một cái con chó này là chó quỷ đầu cưa đó bạn. Đó, con này nè nó sẽ tấn công người chơi nha. Ây da, nó quýnh mình chạy. Ôi cái con kia. Ê, phản chủ hả? Phản chủ hả? Trời ơi, cái con này nó quýnh mình đó bạn ơi. À, cái con này á là nó gặp ai là nó quýnh người đó nha các bạn nha, nó hơi bị vậy đó. Ok, đây là bây giờ Sam mặc bộ giáp vậy nè. Đây không đưa cho Sam bộ giáp nè. Đó, mặc vô mà vô. Giáp cho nhìn cho nó sịch sịch đi coi. Vô luôn nè. Máy cưa của Sam nè. Đó, rồi ok, tôi chuẩn bị thêm mấy cái quả trứng của mấy con quái vật Chainsawman đồ kiểu nè. Đó, bây giờ nè Sam, kế hoạch của tôi sẽ là như thế này nha. Bây giờ tôi sẽ qua bên nhà của Kai á, tôi đào một cái lỗ ở ngay cái chỗ của cái con Husky đang đứng á. Sau đó Sammy sẽ đứng ở bên đó, Sammy quýnh bằng nó, quýnh con Husky nha. Còn Phong sẽ đặt mấy cái con Chainsawman này để cho nó đánh Sim với Kai, để Sim với Kai bị mất tập trung, bị đánh lạc hướng, hiểu không? Ok, okay rồi. Trời nha. Qua. Đây. Bên kia đang đào. Bên kia đang đào. Đây. Đào. Quýnh. Sao quýnh đi, xuống đi. Đặt thêm nè. Đó. Trời ơi. Sao hả Kai? Thấy Chainsawman. Ây da. Mẹ Simi bạn dùng súng lửa, nhưng mà xin chia buồn cùng bạn, súng lửa này cũng có ngày sẽ hết đạn thôi. Mẹ Simi ơi. Trời ơi. Cây ơi, Sam ơi, quýnh đi Sam. Đúng rồi, quýnh đi Sam. Trời ơi, bà đào ra chi vậy? Bà đào cho nó chạy ra chi? Bà Sam này, trời ơi, sao bà nước quá vậy Sam? Bà phải để cho nó bị kẹt trong đó, bà đào ra làm gì? Trời ơi. Tôi quên. Ơi, mình làm cái giáp này không? Vậy hả? Cảm ơn, xin lỗi. Làm gì? Trời ơi, trận này là bọn mình áp đảo bạn ơi. Trời ơi, cay quá. Ôi, trời ơi, tức quá mấy bạn ơi, từ nãy giờ thua hoài luôn á. Nhưng mà không sao, tôi đã biết được cái điểm yếu của đội bên kia rồi. Mấy bạn biết điểm yếu của đội bên kia là gì không? Đội bên kia coi bộ là mạnh thật á, vũ khí của Husky mạnh thiệt á, nhưng mà đội bên kia lo tập trung đánh nhau quá, cho nên đây sẽ là một cái sai lầm của đội bên kia. Mình á, cái cuộc thi này là phải đánh cái con Husky ở trong nhà kia kìa, đó thì mới thắng được. Nhưng mà đội bên kia lo đánh nhau mà, mình sẽ bí mật ở bên đó nha. Ok, đó bây giờ mình sẽ mua thật là nhiều cho mình súng lửa nè. Biết mua súng lửa làm gì không Sam? Để mình phun cái con Husky đó. Ok, mua súng lửa nè. Sau đó để đánh lạc hướng thì tôi sẽ mua thêm mấy con chó đi. Ok, mua thêm mấy con chó nè để đánh lạc hướng nha các bạn nha. Đó, mua thêm. Bây giờ á, bọn mình phải tập trung 100%, hiểu không? Đây, nhớ này nè. Bây giờ qua bên đó. Đây. Tức quá trời ơi. Bên nào? Từ nãy giờ mình có vẻ là hơi bị lắc, mấy bạn thông cảm xíu nha, tại vì là mình đang quay cái này á, nó hơi lắc xíu, mấy bạn thông cảm nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt như thế này đi. Đó, sau đó mình sẽ chặn cái đường đi này lại luôn các bạn ơi, để cho Sammy đứng ở bên đây. Sammy ta hộ quýnh con Husky này. Rồi quýnh, nhớ quýnh nha Sam. Ok. Tôi có vũ khí với, tôi có vũ khí không ơi. À quên, đây nè. Sam cầm súng lửa nè. Nhưng mà chờ nha. Chờ Phong. Hai đứa mình cùng okay. Bắn luôn cho nó nhanh. Ok. Đó, mình sẽ leo trên cao thế này nha bạn. Đó, sau đó mình sẽ qua bên đây. Đây trời, Sim với Kai đang lo đạo bạn ơi. Sim với Kai. Ủa sao nghe động tĩnh vậy ta? À không biết nữa. Ôi cái súng của mình. Ok. Rồi từ từ các bạn đợi mình xíu. Đây. Mình sẽ lấy ra những cái con chó cưa hồi nãy nha bạn. Mình sẽ thả mà nó xuống dưới đây. Đó. Để cho Kai Don sẽ bị mấy con này đánh. Ủa? Anh Phong gần đi gì? Hello bro. Gần đi gì? Làm gì? Mình nói bạn biết nha. Nhập cái phần mình hả? Chainsawman bọn mình là có cả tuyệt chiêu điện đó. Yeah! Sợ chưa? Chết tôi điện rồi. Sao nào? Qua đây, tao công hộ. Tuyệt chiêu lửa của Chainsawman. Chết tôi điện ra. Sao nào? Mèo Simi bị hư cáo rồi. Phun điện rồi sao? Mèo Simi sao? Mèo Simi sao? Hả? Sam ơi, đánh đi Sam. Sam đánh đi. Để Phong đánh. Không đánh cay Simi. Sao nào? Cái này solo mình nè. Cái này, lắp lại không cho sim ra luôn. Trời, cái hồi sinh là cái chết rồi. Để phong phụ cho. Thiếu điện cho người có hết đi. Ủa sao chưa điện được? No.
Haki của tôi. À, chết mấy người tôi rồi. Ủa Haki chết chưa? Haki chết chưa? Haki chết chưa? Chết rồi đúng không? Chết đúng không? Rồi 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 rồi. Xử hay Sam ơi, bây giờ đội bên kia hết chỗ mua đồ rồi. Đội bên kia hết chỗ mua đồ. À đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? À Simmy. Simmy. Simmy cài rồi. Simmy cài rồi. Cài rồi. Bây giờ á cài à. Đội của bạn. Ủa Sim làm gì? Sim nhảy xuống dưới luôn. Ủa Sim nhảy xuống rồi. Kìa. Coi chừng sau lưng là Sam. Coi chừng sau lưng. Này thì Kairo nè. Bây giờ mình nói bạn nghe nè, bạn đầu hàng đi, bên bạn không còn gì để mua đồ đâu, hiểu không? Đừng có giật tôi, đừng có giật tôi. Bây giờ đó, Husky nó cũng đã bay màu rồi, mình còn gì đâu mà phải u sầu, mình còn gì đâu phải cố gắng chi nữa. Thôi hai đứa mình đi thôi Sim ơi. Ủa rồi hai bạn nhảy chưa? Vậy rồi á, đồ hàng như vậy. Ok bạn ơi, vậy là có giới trận này tiên của mình lại tiếp tục thắng nha. Đó. Người ta thường nói á là cái gì ta, mạnh thì mạnh thật nhưng cũng phải gọi là có chiến thuật một xíu. Mặc dù á là trong trận này á là Sim với Kai rất là mạnh luôn, mình phải công nhận điều đó, bởi vì mình với Sam bị tiêu diệt liên tục luôn. Nhưng mà có điều là Sim với Kai á, bởi vì quá mạnh cho nên Sim với Kai chỉ lo đánh nhau thôi chứ không có lo gọi là tập trung gọi là đánh cái con boss, cho nên Sim với Kai mới thua. Nên là dù trong tập này á đội mình có thể thắng đi, nhưng mà để nói là nếu về sức mạnh thì chắc chắn là Sim với Kai là hơn rồi. Đó. Cho nên là các bạn hãy đừng có bảo là Sim với Kai chơi gà nha, mặc dù là hai người đó chơi hơi bị đỉnh luôn á, nhưng mà thua là bởi vì là hai người đó chủ quan quá thôi. Đó, ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Hello team.